Hello mọi người, ngày hôm nay chúng mình đang đi trải nghiệm bắn cung ở Bà Long Biên. Bây giờ thì chúng mình vừa mới check in xong và mỗi người sẽ được phát một cái vòng này. Rồi bây giờ chúng mình đang đợi để được check in đi vào quay. Đây là cái phòng chờ này mọi người này. Đó thì có cái chỗ cho mọi người ngồi cà phê rồi uống nước, ăn uống nhẹ nhàng các thứ. Và ở ngoài kia chính là cái khu vực mà chúng mình sẽ bắn cung. Thì thật ra là trong tưởng tượng của mình thì mình nghĩ là nó to hơn cơ, nhưng mà trông ra thì nó khá là bé. Đây là cái khu bên trong nha mọi người ơi. Đây là Archery Safety. Đó thì mọi người sẽ đọc ở đây để mấy cái quy định ở chỗ này. Đó, đeo dây bảo vệ nha mọi người. Ki 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 ki. Mọi người nhờ người bên cạnh kéo hộ chút. Hai người đeo hộ mình luôn. Mình quá pro VIP không ạ? Ba cô gái biết đeo chưa? Quá xịn quá. Ê, cái cam này nó rất là đẹp ý mọi người ơi. Mọi người xem phim của Trang ý, mọi người thấy cái cung không? Nó rất là thô sơ. Trang, Trang đóng phim gì ấy? Phim của Trang. Ta tưởng là phim của Trang, kiểu Trang đóng phim gì. Đấy, thì nó nhỏ đúng không? Nhưng mà đây là mình nhìn này. Ok, cái chỗ mà chúng mình bắn thì đây. Đây là cái tâm. Tưởng tượng kia là mặt con mình ghét. Mặt người yêu cũ. Nhưng mà mình không ghét ai cả. Mặt người yêu cũ. Con mình không ghét người yêu cũ. Không ghét ai cả. Trang, ngắm lên cao lên em. Ngắm cao lên. Đúng rồi. Mà sao em bắn toàn bị đẹp cung nhá. Ok, cảm ơn. Cung Aminoan bắn có khác biệt không? Nào Như, đu xịn, đu ít. Em kéo. Wow, anh nhìn em này, quay quay bia của em. Đây, bia chỉ của có mấy phát đầu lên xe là vì chưa quen thôi. Mấy phát sau là chúng ở trong hết. Meanwhile, mình vào tâm ba cái nha mọi người. Người ta bảo ngắm xuống dưới nhưng mà thật sự là mình ngắm xuống dưới nó chỉ xuống dưới thôi. Nên mọi người cứ ngắm thẳng vào tâm mà đoán thôi. Cảm giác sau lượt đầu bắn như nào? Quá tuyệt. Nói chung là bắn thì cảm giác phê lắm mọi người ạ. Kiểu chỉ được xem ở trên phim thôi, bây giờ được bắn ngoài đời ấy. Em một tin là mũi tên cổ Trang nó không như này đâu. Nào, đây là... Sai! Sai! Đây. Người mà không cần phải căn lên trên. Người bắn không cần căn lên trên. Ây da! Quay đi, quay zoom đi! Rồi. Nào Như! Đến Như nào! Ui dồi! Đấy ai, xếp. Ok, chúng mình vừa mới trải nghiệm xong bộ môn bắn cung này. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn mọi người xem là mọi người lại cảm thấy như thế nào về bộ môn này. Xin phép anh ơi. Ui, cũng được phép, nói chung là trước mình chơi Sài Gòn rồi thì nó không nhà này nó sẽ ngoài trời nó sẽ nóng hơn và may hôm nay là không có gió. Chứ mà tôi mà nổi gió lên thì cung mọi người sẽ bay tứ tung bởi vì ảnh hưởng của sức gió quá nhiều. Báo cấp 3 ảnh hưởng khoảng nhìn ta là tầm nhìn chỉ là 5mm. Bên cạnh đấy thì các bạn thấy nhiệt độ thay đổi thường xuyên, trưa thì nóng, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa sương mù. Mỏi à? Và các bạn biết không? Đây tôi sẽ với chiều cao này. Đây, các bạn sẽ nhìn này, kỹ thuật đây này, đây các bạn thấy nhìn Vân. Như là nó bắn là tay nó để ngang gò má đúng không? Vân nó bắn là tay lên đầu. Thế mới nhắm dương. Được cái kia, tại vì nó thẳng với cái đầu. Vân là phải để tay lên thái dương. Vì thế nên các bạn có thể yên tâm là chiều cao các bạn thế nào các bạn vẫn có thể chơi được nhá. Đừng có quá lo lắng. Đấy. Bất kể giới tính, bất kể sức mạnh. Chị Linh nhìn chị giống công chúa. Giống với công chúa tóc xù ấy. Nè, chị cảm thấy thế nào nè? Nhìn tay này. Chú. Tì cái ấy vào ấy, đau cực. Thế nói chung là cũng đau nhưng mà cũng sướng. Cũng đau nhưng cũng sướng. Mình là truyền nhân của Hawkeye. Ờ. Chị Linh cảm thấy thế nào sau khi mà... Cảm thấy rất là vui. Hôm nay sáng hơn. Và mình nghĩ là khi các bạn bắn thì các bạn nên có một cái cuộc đua gì đấy với mọi người. Nên nếu mà các bạn có cơ hội thì hãy nên đến trải nghiệm một lần, bởi vì bộ môn này cũng khá là thú vị. Và anh Vinh ơi, mỗi lượt mà chơi sẽ được chơi trong bao nhiêu phút nhỉ? Một tiếng. Giá chi phí? Giá vé là 150.000 cho một lượt chơi nhưng mà chưa bao gồm tiền thuê cung. Đó, thì mọi người hãy đến đây và trải nghiệm nhé. Còn bây giờ chúng mình đi về đây, bye bye mọi người. Bye bye.